Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm thứ Sáu, thành phố Nghi Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị vòi rồng tấn công. Một lượng lớn đồ vật bị cuốn trôi lên không trung khiến cho cư dân vô cùng sợ hãi. Cùng ngày, huyện Miện Ninh, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu trận mưa lớn như thác đổ, khiến một số khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Truyền thông Đại Lục đưa tin vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy theo giờ địa phương, trên đoạn đường gần thôn Song Tuyền, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Hàng chục cây to ven đường bị bật gốc, tại một số trang trại, các công trình nhà ở bị phá hủy, xe cộ cũng bị hư hại. Tạm thời chưa có báo cáo về số người thương vong. Từ video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, từ xa bầu trời đột nhiên trở nên âm u, sau đó vòi rồng xuất hiện. Tốc độ di chuyển của cơn lốc vô cùng nhanh, sau đó một lượng lớn các đồ vật bị cuốn lên không trung, hệ thống dây điện hai bên đường do bị gió lớn thổi mạnh mà bị chập điện, tóe lửa. Gió lớn cũng thổi đổ cả lều lán, cây cối, biển chỉ đường. Ngoài ra còn một số xe cộ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tờ Hồng Kông Economic Times đưa tin vào hôm thứ Bảy, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc lại có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất ở huyện Vĩnh An, thành phố Nghi Xương đạt 203,1 mm. Cơn mưa lớn đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực thành phố Nghi Xương, một số khu vực bị ngập nước lên đến gần 1 mét. Tại ngã tư đại lộ Đông Thành và đường Tiểu Nha, một số xe cộ bị chìm trong nước sâu, khiến người trong xe không thể mở cửa thoát ra ngoài. Cuối cùng, cảnh sát giao thông phải phá cửa kính mới giải cứu được người đang bị mắc kẹt trong xe. Trên toàn bộ đường cao tốc dẫn đến đập Tam Hiệp, có nhiều đoạn bị sụt lún và sạt lở đất. Các đoạn nguy hiểm đã được đánh dấu bằng cột báo hiệu giao thông cấm tới gần. Cùng ngày, tại huyện Miện Ninh, Châu Tự Trị, Lương Sơn, dân tộc Di, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải hứng chịu những trận mưa rất lớn. Nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa bị sập, cầu đường bị hư hại. Các nông trại quy mô lớn cũng bị ảnh hưởng. Thị trấn Di Hải đã sơ tán hơn 4.600 người, phố Cao Dương cũng sơ tán hơn 3.900 người. Tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin đến 4 giờ chiều Chủ nhật, mưa lớn nghiêm trọng đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và 15 người mất tích, trong đó 16 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt xảy ra ở thị trấn Di Hải. Hệ thống cống thoát nước cũng bị tổn hại. Hai chiếc xe đi qua quốc lộ 248 bên dưới lối ra của đường cao tốc Miện Ninh bị lật khiến 4 người chết và 5 người mất tích. Cùng ngày hôm đó, thành đô Tứ Xuyên cũng đưa ra cảnh báo xanh về mưa bão. Khu thắng cảnh phía sau núi Thanh Thành, khu thắng cảnh Thiên Thai Sơn ở Cung Lai tạm thời đóng cửa, khu thắng cảnh Phiêu Lưu ở Hồng Khẩu, đô Giang Yển đã phải tạm dừng hạng mục Phiêu Lưu. Theo tin tức tổng hợp từ phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã trở thành thảm họa. Tính đến hôm thứ Sáu, tổng cộng 26 khu tự trị và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gây hại cho 14,51 triệu dân, 98 người chết và mất tích. Ngoài ra, hơn 755.000 người phải tái định cư khẩn cấp, hơn 13.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại về kinh tế trực tiếp lên tới 31,8 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ ngày thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu vàng về mưa bão. Từ 14 giờ ngày thứ Bảy đến 14 giờ ngày Chủ nhật, phía Đông Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, Hồ Bắc, miền Trung Nam Bộ, Hà Nam, miền Bắc Trung Bộ An Huy, Trung Nam Bộ Giang Tô, Thượng Hải và nhiều nơi khác đều có mưa lớn. Trong đó, miền Đông Nam của Hà Nam, miền Trung và Tây Nam của Hồ Bắc, Tây Bắc của An Huy và một số khu vực có mưa rất to từ 290 đến 350 mm kèm theo dông bão và lốc xoáy. Vào lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng Trung ương lại tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng. 15 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quảng Tây đã xảy ra lũ lụt trên mức báo động. Trong đó, sông Cổ Lận và sông Tiểu Kim ở Tứ Xuyên, hồ Lư Tử xảy ra lũ ngoài tầm kiểm soát. 9 trạm ở mạng lưới các con sông bao quanh Hồ Thái Hồ cũng có mực nước vượt quá mức báo động. Dự báo từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai sẽ có mưa lớn ở phía Đông Bắc Quý Châu, phía Bắc của Hồ Nam, phía Đông của Hồ Bắc, Đông Nam của Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Trong đó, các vùng ở phía Đông của An Huy và miền Trung, Nam Giang Tô có mưa lớn từ 130 đến 250 mm. Các khu vực trên có lúc xuất hiện mưa đặng hạt, lượng mưa cao nhất lên đến 50-80 mm/giờ, nhiều nơi vượt quá 110 mm/giờ, có nơi kèm theo dông bão và lốc xoáy lớn. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong vòng 3 ngày từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, các vùng thuộc miền Nam của Trung Quốc như Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam vẫn có mưa to, thậm chí mưa rất to. Mực nước trên nhiều sông như sông Trường Giang, Hoài Hà, Thái Hồ, Châu Giang đang tràn bờ. Tại thượng lưu sông Thái Hồ, Hoài Hồ và một số khu vực khác có thể xảy ra lũ lụt trên mức báo động. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm một số sông vừa và nhỏ xảy ra lũ lớn. Kính thưa quý vị, đêm khuya hôm thứ Năm vừa qua tại Vân Nam, Thanh Hải liên tiếp xảy ra động đất mạnh. Trận động đất 7,4 độ Richter ở khu tự trị Quảng Lạc, tỉnh Thanh Hải đã gây ra 104 dư chấn, hai cầu trên đường cao tốc bị sập. Trong khi đó, trận động đất 6,4 độ Richter ở huyện Dạng Tị, tỉnh Vân Nam đã khiến 6 người tử vong, 31 người bị thương. Ngoài ra, huyện Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra động đất 3,6 độ Richter. Sáng sớm ngày thứ Sáu, Châu Tự Trị Quảng Lạc, tỉnh Thanh Hải
đã xảy ra động đất 7,4 độ Richter. Các nơi như Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cũng cảm thấy rung chấn mạnh. Hình ảnh người dân chạy ra ngoài tránh động đất lúc 21 giờ 48 phút ngày thứ Năm, huyện Dạng Tị thuộc Châu Tự Trị Đại Lý, tỉnh Vân Nam đã xảy ra trận động đất 6,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 9.000 m. Chính quyền Đại Lý tỉnh Vân Nam cho biết lần động đất này xảy ra vào đêm tối, toàn bộ 12 huyện thành phố của Châu Tự Trị đều cảm nhận thấy được chấn động. Hiện tại huyện Dạng Tị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đến 6 giờ sáng thứ Sáu, thống kê ban đầu có 6 người tử vong, 31 người bị thương. Thông báo cho biết trận động đất khiến nhà cửa, cơ sở sản xuất của người dân huyện Dạng Tị bị hư hại nghiêm trọng. Thống kê ban đầu ít nhất là 232 ngôi nhà bị sụp đổ, 14.090 nhà bị hư hỏng nhẹ. Trương Cương, một người dân định cư ở Đại Lý, nói với truyền thông Trung Quốc đại lục rằng thành cổ Đại Lý cách tâm chấn khoảng 20 km, cảm giác chấn động rất mạnh, nhất là trận động đất lúc 21 giờ 48 phút là mạnh nhất, nhà rung lắc rất ghê gớm. Hiện giờ người dân ở thành phố cổ Đại Lý đều chạy ra ngoài, mọi người đều muốn qua đêm ở bên ngoài. Tôi cũng chuẩn bị ngủ qua đêm trên xe. Ông Lâm, một người ở Đại Lý cho biết, sau khi có cảm giác rung chấn mạnh vào tối thứ Năm, ông và người nhà đều đến khu vực quảng trường Minh Châu, cách nhà ga xe lửa Đại Lý 7 phút lái xe. Tại đây đã chật kín người. Ông Lâm cho biết, tối nay dự định dựng lều để cùng người nhà tạm thời nghỉ ngơi ở quảng trường này. Huyện Dạng Tị xảy ra trận động đất liên tiếp trong nhiều ngày. Theo thông báo của địa phương, vào lúc 18 giờ 49 ngày hôm kia đến lúc 12 giờ 08 ngày hôm nay, khu vực gần thôn Hoa Thúc Viên, thôn Tú Lĩnh thuộc trấn Thương Sơn Tây, huyện Dạng Tị liên tiếp xảy ra 17 trận động đất từ 20 giờ 56 đến 22 giờ 19 phút ngày thứ Năm. Khu vực huyện Dạng Tị, thành phố Đại Lý đã xảy ra 12 lần động đất, trong đó lần động đất mạnh nhất đo được là 6,4 độ Richter, thấp nhất là 3,8 độ Richter. Báo cáo dẫn lời của bà Si Hang, một người sống nhiều năm tại Đại Lý cho biết, mấy ngày gần đây các trận động đất xảy ra liên tiếp, mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận, gần như cùng một khoảng thời gian. Vòng tròn bạn bè của bà Giang cũng ghi lại tình hình động đất mấy ngày qua tại Đại Lý bắt đầu từ ngày hôm kia. Tôi nhớ ngoại trừ ngày hôm qua không có động đất, gần như ngày nào cũng khoảng hơn 8 giờ tối là bắt đầu động đất. Hơn nữa mỗi lần động đất thì thời gian kéo dài cũng không ngắn. Tâm chấn cách chúng tôi mấy chục cây số ở mặt lưng núi Thương Sơn, mỗi lần trước khi chấn động đều nghe thấy tiếng ầm, dưới chân bắt đầu rung động, sau đó cửa sổ bắt đầu kêu lạch cạch. Tối ngày qua, sau khi trận động đất đầu tiên dừng lại được một lát thì lại bắt đầu rung lắc, cảm giác trận sau mạnh hơn trận trước rất nhiều. Cửa đèn lắc động liên tục, hơn nữa cứ lắc rồi lại dừng lắc, cảm giác có chút sợ hãi, bà Di Hằng kể lại. Tiểu khu nơi bà Di Hằng ở, mọi người đều chạy hết ra đường, cùng đứng chỗ đất trống và nói chuyện. Mọi người nói chuyện hơn 10 phút, cảm giác vấn đề không lớn nữa, nên mọi người ai về nhà nấy. Tôi vừa leo lên cầu thang, cả nhà lại bắt đầu lắc động, vô cùng đáng sợ. Cửa kính trong nhà đều đang kêu, sợ đến nỗi suýt nữa phát khóc. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, về sau mới biết là trận động đất 6,4 độ Richter. Bà Si, người đến Đại Lý công tác, đã chia sẻ với tờ Tân Kinh báo Bài Si News. Bà vào trú ở một khách sạn ở Đại Lý vào ngày hôm qua khi động đất xảy ra. Bà đang đi ngoài hành lang về phòng, bất chợt cảm giác đứng không vững, chân đều không đứng vững nữa. Tôi nghĩ lúc này mà chạy từ tầng 21 xuống thì chắc chắn là không kịp, nên ôm đầu ngồi xổm ở một góc tường. Theo lời kể của bà, cảm giác chấn động mạnh kéo dài khoảng hơn 10 phút. Sau khi cảm giác chấn động qua đi, rất nhiều khách từ trong phòng chạy ra lần lượt chạy xuống dưới. Có người thì vào thang máy để xuống dưới. Bên ngoài khách sạn nhanh chóng kín người dân và khách trọ, có người không kịp thay quần áo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin khi xảy ra động đất, một chiếc xe tải đã bị đá rơi trúng do trận đất gây ra trên đoạn đường Long Cốt Ngạn của tuyến đường Mã Ninh thuộc thị trấn Thuận Tị, huyện Dạng Tị. Trong xe có một người tử vong tại chỗ, một người bị mắc kẹt. Trong xe có hai vợ chồng, người chồng đã bị đá rơi xuống làm tử vong, người vợ bị mắc kẹt trong xe. Trận động đất này nằm ở khu vực phía tây bắc của Vân Nam, cách tầng đất gãy gần nhất đoạn đất gãy Duy Tân, Kiều Hậu. Trận động đất này nằm ở khu vực phía tây bắc của Vân Nam, cách tầng đất gãy gần nhất đoạn đất gãy Duy Tân, Kiều Hậu. Đến 23 giờ 35 phút ngày hôm qua đã có tổng cộng 20 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong chuỗi trận động đất 6,4 độ Richter ở Dạng Tị, trong đó có 8 lần động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 8 lần động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 3 lần động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 1 lần động đất từ 6,0 đến 6,9 độ Richter. Sau hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam, sáng sớm thứ Sáu, Châu Tự Trị, Quả Lạc, Cô Lốc, tỉnh Thanh Hải cũng đã xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 17.000 m. Theo báo cáo, trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hải đều cảm nhận được rung chấn. Huyện Mã Đa, Trấn Hoa Thạch Hiệp và Hương Hoàng Hà đều cảm nhận rung lắc mạnh, cá biệt có từng bao bị đổ. Đến 10 giờ sáng thứ Sáu, huyện Mã Đa và huyện Mã Tẩm thuộc Châu Tự Trị Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải có tổng cộng 8 người bị thương, có bộ phận nhà ở và chuồng trại gia súc bị hư hại. Đường xá cầu cống cũng bị hư hại với mức độ khác nhau. Đến 10 giờ 50 phút sáng, tổng cộng ghi nhận được 453 dư chấn, 45 dư chấn trên 3 độ Richter, 8 dư chấn trên 4 độ Richter, 1 lần dư chấn trên 5 độ Richter. Dư chấn lớn nhất là 5,1 độ Richter. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.